Xin chào, thân vương quốc Andorra là một quốc gia nội lục có diện tích nhỏ tại Tây Nam Âu. Andorra nằm tại phần phía đông của dãy núi Pyrenees, có biên giới với Tây Ban Nha, giáp vùng Catalunya và bắc giáp vùng Occitanie. Quốc gia này được thành lập theo một hiến chương vào năm 988, chính thể thân vương quốc hiện nay được thành lập vào năm 1278. Quốc gia này do hai thân vương cùng cai trị, giám mục của giáo xứ Euro tại Tây Ban Nha và tổng thống Pháp. Andorra là quốc gia nhỏ thứ 6 tại châu Âu, diện tích 468 km² và dân số khoảng hơn 77.000. Andorra là quốc gia nhỏ thứ 16 trên thế giới về diện tích đất và nhỏ thứ 11 thế giới về dân số. Thủ đô Andorra La Vella là thủ đô cao nhất tại châu Âu, với độ cao 1.023m trên mực nước biển. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Catalonia, song song với tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp cũng được nói phổ biến. Andorra không phải là một thành viên của Liên minh châu Âu, song euro là tiền tệ chính thức. Andorra trở thành một thành viên Liên Hợp Quốc vào năm 1993. Năm 2013, nhân dân Andorra có tuổi thọ dự tính cao nhất thế giới với 81 năm, theo The Lancet. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại.